Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị, từ sáng sớm ngày hôm qua, từ Châu sang Tô đã xảy ra mưa lớn, nhiều nơi tích tụ nước nghiêm trọng, nước mưa tràn vào gara, đường lái xe biến thành sông, nhiều phương tiện bị ngập. Tuyến metro số 2 ga thành phố Khoa học và Công nghệ đã tạm thời đóng cửa do lượng nước tích tụ bên ngoài nhà ga. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông trên đất liền, đài quan sát khí tượng từ Châu ở Giang Tô đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm qua. Dự báo trong 6 giờ tới sẽ có lượng mưa hơn 200mm tại các huyện Gulu, Yunlong, Quan San District Economic Development District, Post Affair District và một số thị trấn, đường phố ở huyện Thông San và huyện Jiwang, thời tiết đối lưu mạnh như dông cấp 10 và gió giật mạnh. Mặc dù cảnh báo đỏ đã được dỡ bỏ, đài quan sát khí tượng từ Châu cho biết có thể xuất hiện các cơn dông rải rác. Trên thực tế, từ sáng sớm ngày hôm qua, từ Châu đã hứng chịu lượng mưa lớn và có ít nhất 24 đoạn bị ngập nước trong khu đô thị, chẳng hạn như tháp chống đường hầm Bắc Trung Sơn, đường hầm Bạch Vân, đường chui Xian Dian, đường chui Yên Long Yi Xin, đường hầm Chu Quang Linh, giao lộ Cha Pen Vành Đai 3, đường Tam Sơn, đại lộ Hồ Côn Lôn, khu phát triển đường sắt cao tốc South Station, đường ngầm Susan của quận Cảng cũng như đường ngầm Shijisan. Tập đoàn tàu điện ngầm Từ Châu đã đưa ra thông báo lúc 7 giờ 30 phút sáng rằng do lượng mưa lớn, nước bên ngoài ga thành phố Khoa học và Công nghệ tuyến số 2 Từ Châu nước dâng cao nên nhà ga tạm thời đóng cửa để tạm dừng các dịch vụ bên ngoài. Tài khoản Weibo chính thức của China Railway Shanghai Peru Group Company Limited thông báo rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở Từ Châu, đoạn giữa Maokun và Ligu trên đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải đã tạm thời bị phong tỏa. Mãi đến 7 giờ 55 phút, đoạn tuyến đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải gần Từ Châu bị phong tỏa vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chủ đề liên quan đến nó, chẳng hạn như mưa lớn ở Từ Châu, nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu ở Trung Quốc đại lục. Tình trạng nước ngập úng nghiêm trọng cũng xảy ra ở một số cộng đồng và đoạn đường ở Từ Châu. Đoạn video cho thấy đường phố là sông, nước sắp ngập biển quảng cáo bến xe, xe đạp đậu bên lề ngập chìm trong nước, một số lượng lớn phương tiện bị nhấn chìm, xe buýt lưu thông trên đường như một chiếc thuyền đang bơi. Và mấy ngày trước đó, Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa lớn, nhiều đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, nhiều ô tô bị ngập và trôi trong dòng nước. Ở một đoạn cầu, nước mưa từ trên cầu đổ xuống như một thác nước. Theo báo cáo toàn diện lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc thông báo, theo số liệu thống kê về khí tượng thủy văn có tổng số 8.826 trạm, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, có 6.100 trạm ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hà Bắc có lượng mưa lớn. Trong đó, có 215 trạm ở Nam Trương Gia Khẩu, Nam Bảo Định, Trung và Nam Thạch Gia Trang, Kangju và Bắc Hành Thủy với hơn 180mm. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Thạch Gia Trang nằm trong khoảng từ 84mm đến 156,2mm và vườn Tử Đinh Hương lớn nhất là 219mm. Theo báo cáo, nhiều đoạn đường ở cầu ngầm ở Thạch Gia Trang đã bị ngập nước nghiêm trọng và nhiều phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện tại, 22 cây cầu đường hầm đã bị ngập ở khu đô thị Thạch Gia Trang phải ngừng hoạt động trước chợ hải sản Đông Hao. Nhiều ô tô bị ngâm trong nước lũ. Tại đường Vành Đai 2 phía đông của đường Hoài An ở thành phố Thạch Gia Trang, nước mưa từ trên cầu đổ xuống giống như một thác nước. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, nước trên cầu chui vào cầu ở Thạch Gia Trang rất sâu, một số ô tô bị ngâm trong nước giữa đường. Một số người dân đi xe đạp điện nước ngập ngang lưng. Rạng sáng ngày hôm nay, một bức tường ở đoạn qua ga đường sắt ở huyện Jinxing, Thạch Gia Trang bị sập xuống, khiến nhiều ô tô bị đập trúng và hư hỏng nặng. Ngày hôm nay, chủ đề Hà Bắc mưa xối xả nằm trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền cho rằng cứ mưa là nước lại ngập và hệ thống thoát nước của địa phương quá kém. Một cư dân mạng ở Hà Bắc nói, hàng năm đến mùa mưa, trời cứ mưa to là Thạch Gia Trang bị ngập lụt, hệ thống thoát nước kém đến mức tôi không thể còn lời nào để mô tả về nó. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn không được cải thiện. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy mà tôi chưa bao giờ thấy nước sâu và nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên, thật là sốc. Mỗi trận mưa lớn đều bị ngập nước như thế này. Một vấn đề chung ở nhiều thành phố đó là vấn đề thoát nước đô thị đã không được cải thiện chút nào trong vài thập kỷ qua. Từ đường ngõ phố ra bến xe buýt, nước ngập sâu đến mức đưa chân lên xe điện, nước ngập qua mắt cá chân, sâu đến nửa bắp chân.
khu đô thị quận Tây An, thành phố Kangju đã bị phong tỏa. 11 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước vẫn cao như vậy. Hệ thống thoát nước tại đây đã được xử lý rồi, nhưng mỗi khi trời mưa nước lại ngập úng. Đây là con đường mới sửa chữa, chưa thông xe, nhưng hệ thống thoát nước vẫn kém quá. Khi Trùng Khánh và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và cháy rừng, mưa bão Hà Bắc khiến người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều ghen tị. Họ đều nói, hãy cho một số điểm mưa ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, hãy chỉ cho người dân của Tứ Xuyên và Trùng Khánh có mưa. Bây giờ người dân chúng tôi ở đây mong có thể có nước và điện. Sạt lở đất ở Thanh Hải. Kính thưa quý vị, hôm qua vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng, tại làng Hong Ya, thị trấn Weiwan, huyện Huju, Hải Đông, Thanh Hải đã xảy ra một vụ lở đất thiên tai đã khiến tổng cộng 18 người mắc kẹt, trong đó có 14 người thuộc 3 hộ gia đình và 4 nhân viên. Những thành viên đang tổ chức vận chuyển quần chúng đã bị thiệt mạng. 14 người đã chết sau khi nỗ lực cứu hộ thất bại và 2 người còn lại đang được tìm kiếm và giải cứu bằng mọi nỗ lực. Chính quyền địa phương đã ngay lập tức thành lập một khu tái định cư tạm thời tại Ủy ban làng Hong Ya và việc tái định cư cho những người bị ảnh hưởng đang được tiến hành. Hiện tại, 55 lều đã được dựng lên tại các địa điểm cứu trợ thiên tai tạm thời và 474 người đã được tái định cư. Tại hiện trường, phóng viên chứng kiến các phương tiện vận chuyển vật tư tiếp tục chạy vào Ủy ban thôn. Người dân trong thôn cũng xếp hàng nhận vật tư dưới sự hướng dẫn của cán bộ. Điều này được hiểu rằng ngoài cấp vật liệu do chính phủ cung cấp, còn có các doanh nghiệp chăm sóc địa phương và dân làng xung quanh quyên góp một cách tự phát các nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mì, dầu và rau. Jang Zhongman, thị trưởng thị trấn Weiwan, huyện Huju, thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải cho biết nhiều công ty quan tâm đã gửi đồ tiếp tế, đầu bếp, nhà hàng và dân làng xung quanh cũng đã chủ động đến đây để giúp nấu ăn. Hiện trong số 18 người được ứng cứu, trong đó có 4 người tình hình sức khỏe hiện đã tạm ổn định, 3 người vừa được giải cứu và đang được cấp cứu tại bệnh viện, 9 người đã tử vong sau khi giải cứu bất thành, 1 người còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm và giải cứu. Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày hôm nay, 2 người mất tích cuối cùng trong thảm họa thiên nhiên lở đất ở huyện Huju đã được tìm kiếm và giải cứu. Sau khi kiểm tra y tế thì họ thực sự đã thiệt mạng. Vào ngày 11, một vụ lở đất khác đã xảy ra tại khu danh lam thắng cảnh Jigunggu của thành phố Jiwan và một số lượng lớn đá đổ vào khu vực dịch vụ của danh lam thắng cảnh. Theo anh Ju, một du khách đến từ khu thắng cảnh Cửu Trại Châu, anh và người bạn từ Trịnh Châu đến đây vào ngày hôm qua. Hôm nay đá đã chặn đường về nhà, con đường đi về hướng Sơn Tây cũng bị lũ cuốn trôi. May mắn thay, chỉ có một vụ sạt lở đất trên đường trong khu danh lam thắng cảnh sau khi tạnh mưa vào lúc 12 giờ trưa nay. Anh ấy đã đi bộ 10 km trong 5 giờ và về được bằng cách lội qua dòng nước và đất đá. Đối với mưa lớn ở nhiều nơi, CCTV cũng đưa ra một bản tóm tắt về cách phòng ngừa với 3 từ: đóng, lách và di chuyển. Cụ thể, trong nhà đóng hết mức có thể các cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời tắt điện kịp thời nếu nước tràn vào nhà. Ngoài trời, đi bộ lách quanh cầu và tránh các lối đi ngầm và lái xe tránh các khu vực đường ngập nước. Ở khu vực miền núi, quan sát khi thấy nước đầu nguồn đột ngột trở nên ngập và mực nước dâng quá nhanh, cần di chuyển khẩn cấp kịp thời. Sạt lở đất ở BJ Quý Châu. Thưa quý vị khán giả, vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Ba vừa qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại công trường xây dựng ở BJ Quý Châu. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư, có 8 người đã được giải cứu, có 3 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và hiện sức khỏe đã tạm thời ổn định. Riêng 5 người còn lại đã thiệt mạng. Qua xác minh sơ bộ, còn 9 người mất tích. Và sáng ngày thứ Tư, một nhân chứng tại hiện trường nói với phóng viên Jimu News rằng anh ta nhìn thấy từ xa rằng một phần vỉa hè trên đường Shangshan North liền kề đã bị đá vùi lấp và một chiếc máy xúc bị chôn vùi dưới những tảng đá. Vụ việc xảy ra gần công trường xây dựng dự án cơ sở đào tạo của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố BJ. Đoạn video trực tiếp được đăng tải trên Internet cho thấy một phần con đường bị đất đá vùi lấp, nhiều phương tiện cứu hộ và nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc, đồng thời một dây buộc đã được kéo lên tại hiện trường. Một video khác cho thấy máy xúc đang tiến hành cứu hộ tại hiện trường và nhiều xe cứu thương đang chờ sẵn tại hiện trường. Mấy ngày nay trời không mưa, ông Ju, một cư dân gần đó, nói với Jimu News rằng công trường xây dựng bệnh viện nơi xảy ra vụ tai nạn nằm bên đường Shangshan North và ngọn núi nơi xảy ra vụ lở đất không quá cao. Trước đây, một phần của ngọn núi nơi xảy ra vụ sạt lở đất đã được đào lên để làm đường và một phần còn lại của ngọn núi cũng được đào ra trong quá trình xây dựng khu bệnh viện. Ông Ju cho biết gần công trường vẫn còn một số hộ dân chưa di rời ra ngoài.
Ông không biết trong số những người bị chôn vùi có dân làng hay không. Một nhân chứng nói với phóng viên Jimu News rằng cửa hàng của anh ta chỉ cách vị trí xảy ra vụ lở đất vài trăm mét và anh ta đang ở trong cửa hàng khi vụ việc xảy ra. Sau khi việc xảy ra, anh nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài cửa hàng, sau đó nghe người khác bàn tán xôn xao. Anh mới biết gần công trường xây dựng bệnh viện cách đây không xa đã xảy ra sạt lở đất. Vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ ba, khi đến hiện trường vụ tai nạn, anh ấy thấy một phần vỉa hè của đường Sunsanot liền kề bị đá vùi lấp, một chiếc máy xúc bị vùi lấp dưới đất đá. Hơn chục chiếc xe cứu hộ đã lao đến hiện trường, đường Sunsanot cũng tạm thời bị ngừng các hoạt động giao thông và có rất nhiều máy xúc đang làm việc tại hiện trường. Sáng ngày thứ Tư, Văn phòng Thông tin của chính quyền thành phố Bije đã đưa ra một báo cáo cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày thứ ba, một vụ lở đất đã xảy ra tại dự án cơ sở đào tạo của chi nhánh Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Bije, tọa lạc ở phố Guhua, quận mới Hồ Kim Hải, thành phố Bije, khiến các công nhân xây dựng bị mắc kẹt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh và thành phố đã ngay lập tức triển khai ứng cứu khẩn cấp và thành lập trụ sở khẩn cấp. Hiện tại, tổng cộng hơn 720 người từ các bộ phận ứng cứu khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở, tài nguyên thiên nhiên, y tế, an ninh công cộng và các bộ phận khác đã được huy động tại hiện trường. Và 8 tổ công tác đã được thành lập để cứu hộ khẩn cấp, an ninh, y tế và xử lý hậu quả. 16 máy xúc và thiết bị phá hủy đã được điều động. 16 xe cứu thương và các thiết bị cứu hộ như cần cẩu, máy bay không người lái, thiết bị dò tìm sự sống, chó tìm kiếm cứu nạn đã tham gia vào công tác cứu hộ và xử lý đầy đủ. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày thứ Tư, sau khi dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 8 người, trong đó có 3 người đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Hiện sức khỏe đã tạm ổn định, 5 người đã thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích sau khi xác minh sơ bộ. Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!